Tại đồng bằng sông Cửu Long gần đây, nhiệt độ lúc sáng sớm hay là chiều tối cũng hạ xuống, riêng buổi trưa thì có cảm giác khô nóng. Liệu thời tiết như thế này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động sản xuất lúa đông xuân 2022-2023 này, chị Hằng My? Dạ vâng, xin chào chị Phương Uyên và kính chào quý vị khán giả. Các trà lúa đông xuân ở Cần Thơ thì hiện đang trong giai đoạn ra mạ, đẻ nhánh đến làm đồng. Nhìn chung thì lúa sinh trưởng và phát triển khá tốt. Tuy nhiên là trên một số trà lúa đã xuất hiện các đối tượng dịch hại như là chuột, bọ trĩ, rầy nâu và bệnh đạo ôn lá. Để chăm sóc và bảo vệ lúa tốt hơn thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cần Thơ khuyên bà con nên là thường xuyên đi thăm đồng để mà sớm phát hiện kịp thời các tình hình dịch hại. Đồng thời hãy sử dụng phân bón để tăng khả năng chống chịu sâu bệnh ở lúa. Thời tiết Cần Thơ 7 ngày tới thì khá là thuận lợi cho bà con có thể chăm sóc các diện tích lúa vụ mùa đông xuân. Dự báo trời tạnh ráo và có nắng xuyên suốt từ sáng cho đến chiều và bà con có nhiều thời gian đi thăm đồng, không sợ mưa rửa trôi phân bón. Chỉ lưu ý nhỏ là giữa trưa và đầu giờ chiều thì hơi nóng, nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 30 đến 31 độ. Để tránh bị mệt mỏi do nắng nhiều thì bà con nên hạn chế ở ngoài đồng từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều. Không chỉ ở Cần Thơ mà các tỉnh thành khác của miền Tây Nam Bộ cũng ít mưa trong cả 10 ngày tới. Thay vào đó là cái nắng rát da, đặc trưng của mùa khô. Dự báo nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 29 đến 32 độ, còn độ ẩm thấp nhất là từ 50 đến 75%. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thông tin về nông vụ vừa rồi.